Công ty dịch vụ tài chính Nomura Holdings tiết lộ dự báo rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ cắt giảm lãi suất tới 100 điểm cơ bản vào năm 2024. Các quan chức Fed vẫn thận trọng với những bình luận của họ về chủ đề này, song vẫn gợi ý việc nới lỏng chính sách tiền tệ có thể diễn ra trong năm nay. Trong lưu ý gửi tới khách hàng, các nhà phân tích của Nomura cho biết họ nhận định báo cáo công bố cùng ngày 26 tháng 1 theo giờ Mỹ sẽ cho thấy tốc độ tăng chi tiêu tiêu dùng cá nhân lõi hàng năm trong giai đoạn 3 và 6 tháng thấp hơn mục tiêu 2% do Fed đề ra. Nomura cũng ước tính việc Fed nới lỏng chính sách tiền tệ sẽ bắt đầu vào tháng 5 năm 2024, sau đó tiếp tục vào tháng 7, tháng 9 và tháng 12. Tại mỗi cuộc họp trong các tháng đó, Nomura nhận định Fed sẽ hạ lãi suất 25 điểm cơ bản. Nền kinh tế Mỹ đang nóng hơn rất nhiều so với dự kiến, đồng thời đối mặt với tình trạng lạm phát giảm. Do đó, thị trường không nên chuẩn bị cho việc Fed tăng lãi suất đột biến. Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ thông báo đang giám sát khoản đầu tư của các tập đoàn công nghệ lớn vào các công ty khởi nghiệp liên quan tới trí tuệ nhân tạo AI, tạo sinh như OpenAI và Anthropic. Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ FTC sẽ nghiên cứu để có cái nhìn sâu hơn về xu hướng thị trường và các thông lệ kinh doanh, từ đó dựa trên kết luận rút ra để có hành động pháp lý. Nghiên cứu sẽ làm rõ hơn nữa bản chất các khoản đầu tư và hợp tác, cũng như nguy cơ cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực AI tạo sinh. Đây là một phần trong nỗ lực của cơ quan quản lý nhằm bảo đảm các quy định bắt kịp với sự phát triển của AI, ngăn chặn hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực này. Microsoft cho biết sẽ cung cấp đầy đủ thông tin mà FTC yêu cầu, còn Google mong FTC sẽ phát hiện ra các công ty có cách tiếp cận không thân thiện trong lĩnh vực AI. Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA thông báo trực thăng robot Ingenuity đã không thể bay được nữa, kết thúc sứ mệnh thăm dò sao hỏa của mình. Đây là máy bay đầu tiên thực hiện một chuyến bay trên hành tinh khác vào năm 2021. Ingenuity đã từng phải hạ cánh khẩn cấp. Trong chuyến bay cuối cùng ngày 18 tháng 1, sự cố mất điện tạm thời đã xảy ra trong lúc Ingenuity chuẩn bị hạ cánh ở khoảng cách gần 1 mét so với bề mặt sao hỏa và làm gián đoạn liên lạc với trung tâm điều khiển ở trái đất. Dữ liệu hình ảnh cho thấy, chiếc trực thăng đã đạt được tốc độ cao tối đa 12 mét và bay quanh khu vực đó trong 4,5 giây. Trong quá trình hạ cánh, một hoặc nhiều cánh quạt đã bị hư hại, khiến trực thăng không thể cất cánh được nữa. NASA cho biết nguyên nhân của sự cố vẫn đang được điều tra. Mặc dù đã kết thúc sứ mệnh, song Ingenuity đã mở đường cho các chuyến bay tương lai trong hệ mặt trời, đồng thời định hướng cho các sứ mệnh thông minh và an toàn hơn của nhân loại trên sao hỏa và xa hơn. Cambridge, thành phố Anh nổi tiếng với những trường đại học hàng đầu thế giới, đang đặt mục tiêu trở thành một thung lũng Silicon tiếp theo sau thành phố San Francisco của Mỹ. Chính phủ Anh đang đẩy mạnh tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng mới như phát triển nhà ở và hệ thống đường giao thông nhằm giúp đưa Cambridge trở thành thủ đô khoa học của châu Âu và thung lũng Silicon tiếp theo của thế giới. Theo báo cáo của ngân hàng HSBC, Vương quốc Anh có tỷ lệ sinh thái công nghệ lớn thứ ba thế giới với tổng vốn đầu tư mạo hiểm năm 2023 đạt 21,3 tỷ đô la Mỹ sau Mỹ và Trung Quốc. Cambridge là thành phố quê hương của gã khổng lồ công nghệ Arm, công ty nổi tiếng với sản phẩm bán dẫn được sử dụng trong hầu hết điện thoại thông minh trên toàn cầu. Liên Hợp Quốc đã xếp hạng thành phố này là cụm công trình khoa học và công nghệ quy mô hàng đầu thế giới.